Sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế Quốc dân. Kỳ thi tuyển của rồi thì mình được 550. Nó cũng không phải là số điểm cao nhưng mà mình là hài lòng với số điểm này. Khi vừa bắt đầu khóa học thì mục tiêu đầu tiên là 650. Nhưng mà mình chỉ học được hết giai đoạn 1 ấy thì mình phải nghỉ tại vì là phải thi ở trường. Thì sau đó mình cũng bẵng đi một thời gian khá là dài. Mới quay lại luyện đề thì sau 20 buổi luyện thì tăng được 200 điểm. Thời gian để luyện nghe thì nó không có nhiều mà vì mình nghe kém ấy. Thế nên là để có thể học được hết phần nghe trả cho cô nó rất là mất thời gian. Thế nên là rất là hiếm hoi mình mới trả đủ những cái phần nghe cho cô. Nghĩa là nếu mà đều muốn nghe tốt thì nên có một vốn từ tương đối tốt một chút. Còn những cái từ mà mình biết rồi thì nghe là sẽ dễ hơn ấy. Còn phần đọc thì cái được yếu của mình là về từ mới hơi ít. Còn mình có thể kiểm soát được thời gian cái thứ gì khá là tốt. Mình hay kiểu nghe các tiếp của cô nói ấy, hoặc là cô lưu ý ở trên lớp thì mình cũng nốt vào thì nó cũng rất là bổ ích trong quá trình luyện đề. Để đến kết quả ngày hôm nay thì mình cũng không nghĩ là được như thế này ấy. Tại vì là trước mình không phải là người thích học tiếng Anh. Nhưng mà kiểu cô cũng khá là hay đốc thúc và hiện tại thì mình thấy mình nghe tốt hơn ấy. Và trình độ đọc hiểu cũng những cái đơn giản ấy thì mình khá là tự tin. Tức mình không còn quá là tự tin với khả năng tiếng Anh của mình nữa.